Chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Hôm nay mình có về được một số cái sản phẩm 13 Pro Max. Mình thấy là máy zin ok chuẩn chỉ nhé, ngon và bộ nhớ khá nhiều, lên đến 256GB. Và máy thì chắc chắn rồi, ở Di động Nhật Nam bán iPhone thì cam kết là chỉ bán hàng quốc tế thôi và hàng sạch. Hàng sạch là sao? Hàng sạch có nghĩa là hàng không bị dính tài khoản iCloud và không phải là hàng bị bypass hay là không phải là hàng bị sửa chữa. Hàng sạch có nghĩa là hàng men zin, màn zin chuẩn chỉ ok và xài lâu dài, cũng như là hàng quốc tế. Chứ ở shop Nhật Nam bao nhiêu năm nay thì các bạn cũng biết là không bao giờ bán hàng lốc nhé. Như vậy quá yên tâm. Và chế độ bảo hành thì thật sự ra là một chế độ bảo hành tốt nhất hiện nay trên thị trường máy cũ. Bảo hành tới 6 tháng và lỗi là đổi không sửa chữa. Thì các bạn so sánh với một số nơi thì người ta thường hay đổi cho bạn ở trong cái thời gian khoảng một tháng đầu, nhưng mà về sau thì người ta không đổi cho các bạn nữa nhé. Đấy, như vậy thì đôi khi chúng ta cũng không có thích. Chứ còn như ở Nhật Nam thì lỗi là mình đổi luôn, như vậy yên tâm hơn. Và với phiên bản 256GB thì hôm nay mình có được 4 màu cho các bạn lựa chọn. Thì hôm nay mình sẽ bán cái giá như sau. Đối với màu đen đây là cái màu sẽ có giá rẻ nhất, mình sẽ bán là 17.700.000. Máy trần không tặng kèm phụ kiện mà không bao ship nha các bạn. 17.700.000. Và chúng ta sẽ có hai máy màu đen đồng giá, và máy đều có ngoại hình đẹp, zin 99% ok. Nói chung iPhone 13 Pro Max thì pin nó rất là trâu và màn hình nó to lên tới 6,7 inch, khá là ngon. Và bộ nhớ tới 256GB thì cũng thoải mái để các bạn quay phim, chụp ảnh rồi lưu trữ tất cả các dữ liệu mà các bạn cần sử dụng các bạn nhé, cứ yên tâm. Đấy, thì còn lại là màu xanh, màu gold, thì màu xanh rêu và màu xanh blue cũng như là màu gold thì mình sẽ bán cho các bạn với cái mức giá là 17.900.000. Nó sẽ đắt hơn là 200, các bạn lưu ý giúp mình nhé. Đấy, chỉ có màu đen sẽ là màu rẻ nhất đối với phiên bản 13 Pro Max 256GB chuẩn zin quốc tế, và cái quan trọng là bảo hành tới 6 tháng, như vậy rất yên tâm khi mua iPhone tại Nhật Nam. Và cam kết là hàng quốc tế tới trọn đời máy luôn, yên tâm chưa? Cũng như là cam kết là không bao giờ dính tài khoản iCloud hay là dính máy bypass hoặc là dính máy bị sửa chữa. Như vậy các bạn rất là yên tâm để sử dụng lâu dài. Các bạn có thể kiểm chứng bằng cách là chúng ta có thể đặt lại cài đặt bình thường nhé. Mình không có hạn chế bất cứ một điều gì hết, chúng ta có thể đặt lại cài đặt. Đấy, để tránh cái tình trạng là bị máy lốc, bị máy bypass hay là bị máy ghép sim các bạn ạ. Như vậy quá yên tâm nhá. Đây, màu xanh rêu là 17.900.000. Bên mình bán thì các bạn biết rồi đấy, báo giá là máy trần không tặng phụ kiện, không bao ship và không chụp ảnh qua Zalo. Rất mong các bạn thông cảm. Có một số bạn trưng chắc thì sợ là không chụp ảnh qua Zalo, sợ mua về sản phẩm không được đúng chuẩn. Rồi suy nghĩ này suy nghĩ kia, thì nói thật với những bạn đó là các bạn còn non và xanh lắm. Bởi vì chụp ảnh á thì nó không có thực tế bằng mình quay video đâu. Chụp ảnh người ta có thể chụp những cái góc nghiêng hoặc là những cái góc tùy cái ánh sáng mà để cho che được những cái chày. Tuy nhiên quay video thì nó rất là rõ. Các bạn thấy quay video nó rất là rõ đấy. Hàng 99 này có như máy này nó có xi nhẹ chỗ cái nút nguồn đấy, nhưng mà không đáng kể đấy. Chứ còn máy cũ thì các bạn cứ hiểu một điều rằng là nó phải có chày xước nhẹ do người ta đã qua sử dụng rồi. Chính vì vậy thì các bạn mua nó cũng rẻ hơn, như những cái sản phẩm này mà mới các bạn đập hộp thì nó toàn 30-40 triệu, thì thật sự nó cũng rất là đắt. Đấy, thì đây là con màu xanh blue, và con màu xanh blue thì mình cũng sẽ bán cho các bạn với cái giá là 17.900.000. Và dĩ nhiên rồi, phiên bản 256 thì bao giờ nó cũng đắt hơn bản 128 khá nhiều các bạn nhé. Nên là các bạn khi so sánh thì cũng so sánh đúng chuẩn nét, và so sánh kể cả chế độ bảo hành của bên mình nữa. Bảo hành tới 6 tháng cũng rất là yên tâm. Rồi đây là màu gold. Và 13 Pro Max thì mình được biết là xài cũng rất là sướng rồi. Chung là camera quay chụp là đẹp này. Rồi bộ nhớ tới 256GB này. Ở đây là máy màu gold các bạn nhé. Màn hình thì to, mượt, chuẩn, ok, và chắc chắn là phải màn zin rồi. Đấy. Các bạn cũng biết là iPhone bây giờ thay bất cứ cái gì thì nó cũng sẽ dựa báo cáo trong cái phần giới thiệu, nên là không thể không zin nhé. Các bạn cứ yên chí một điều là như thế, thay bất cứ cái gì thì nó sẽ báo trong cái phần giới thiệu đây này. Chẳng hạn thay gì đó thì nó có vài cái dòng cảnh báo, đúng không? Đó, ok. Còn những cái không thay thì nó không có cảnh báo gì hết.
thì chắc chắn là nó zin, thì phần nào chúng ta cũng xem được đấy. Và đây như những cái dòng cao cấp này thì nó không có sử dụng vân tay đâu, mà nó sẽ sử dụng là cái khuôn mặt các bạn nhé, ta gọi là Face ID đấy. Thì đây một bầu trời uy tín là xuất hiện trước mặt các bạn đây. Các bạn nhiều bạn cứ thích xem mặt mình, các bạn có thể vào Facebook của mình đấy, hình ảnh rồi các thứ của mình đấy, chứ mình có lo lắng cái gì đâu. Mình bán hàng nhiều năm và thực tế là kênh của mình thì cũng đạt tới 129.000 người đăng ký theo dõi rồi, chứ không phải là ít các bạn nhé. 129.000, một con số cũng khá là khủng rồi đấy. Cho nên là mọi người cứ yên tâm khi mua hàng ở Di động Nhật Nam. Ở Di động Nhật Nam thì chả có gì ngoài uy tín đâu. Và 13 Pro Max màu gold này thì mình cũng sẽ bán là 17.900.000 đó. Như vậy là chỉ có mỗi màu đen là rẻ hơn 200 là 17.700.000 nhé. Còn lại ba cái màu kia sẽ là 17.900.000. Rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một con Samsung cũng khá là đẳng cấp một thời, và bây giờ thì nó cũng thuộc hệ huyền thoại rồi. Và giá của nó ngày hôm nay thì cũng không còn cao, chỉ có 6.3 triệu thôi. 6.3 triệu các bạn sở hữu ngay một con Note 10 Plus, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, màn cong và là hàng chính hãng, hai SIM. Nói chung là đối với cái dòng Android, tức là chạy hệ điều hành Android, thì Nhật Nam cam kết là chỉ bán hàng chính hãng, không có bán hàng sách tay, như vậy quá là yên chí các bạn nhé. Và cũng sẽ bảo hành cho bạn tới 6 tháng. Lỗi là mình đổi không sửa, rất yên tâm. Và đây Note 10 Plus chính hãng, hai SIM, màn hình cong 6,8 inch, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, cam kết là hàng nguyên zin chính hãng của Samsung. Và có ngoại hình đẹp 98-99%, máy màu xanh, bán cho bạn với giá 6.3 triệu. Và dĩ nhiên rồi, dòng sản phẩm nào thì mình cũng chỉ báo giá máy trần thôi, không tặng phụ kiện và không bao ship. Bạn nào muốn mua thêm sạc hay bất cứ một cái phụ kiện nào đó thì đều phải cộng thêm tiền nhé, và cộng với tiền ship. Tiền ship thì mình có ship bảo hiểm cho nên nó hơi đắt hơn so với mặt hàng khác. Mong các bạn thông cảm và đừng thắc mắc. Mọi người khi có ý định muốn mua điện thoại cũ tại Di động Nhật Nam thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình, theo dõi nhiều video clip. Khi biết được cách thức mua, biết được giá cả cái máy các bạn muốn mua thì các bạn hãy liên hệ đến hotline của mình ở đây để mà đặt cọc chốt đơn. Do là bán online mình rất sợ bom hàng cho nên mình đều phải nhận cọc rồi mình mới chốt nhé. Còn bạn nào không muốn cọc, cảm thấy không yên tâm khi đặt cọc thì các bạn cũng có thể tìm những cái nơi gần nhà để các bạn mua cho yên chí hơn. Chúng ta xem tận nơi chúng ta mua. Còn dĩ nhiên những bạn ở gần khu vực huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì hãy đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng luôn cho thuận tiện các bạn nhé. Còn ở xa cứ mua online, mình cực kỳ uy tín và bán nhiều năm rồi nên các bạn cứ yên tâm. Mọi người có thể check thông tin của Di động Nhật Nam trên Google, tìm kiếm Google Map rất là dễ thấy Di động Nhật Nam ở Tân Phú, Đồng Nai. Và lưu ý là chỉ một shop duy nhất ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai các bạn nhé, không có hệ thống hay bất cứ chi nhánh nào hết. Mong các bạn cảm thông, đừng gọi điện đến hỏi là có ngoài Hà Nội không, là không có nhé, không có, chỉ bán online thôi. Bởi vì cái thời buổi bây giờ là người ta hướng tới online rồi, nó chi phí thấp. Chính vì chi phí thấp cho nên là chất lượng sản phẩm nó mới là đặt lên hàng đầu, rồi sau đó là các bạn được mua với một cái giá gọi là đúng với lại cái chất lượng sản phẩm đấy. Vì chi phí của bán online nó rất thấp. Còn tại vì sao thấp thì mình nghĩ không ai không biết đâu. Đấy. Tiếp theo đây giới thiệu đến các bạn một con Samsung màu xanh mình thấy khá là đẹp. Đó là con Samsung A23. Con này thì là một cái con có thể nói là ngon, bổ, rẻ nhá. Ở cái phân khúc tầm trung thì đây là một sự lựa chọn đáng để các bạn lưu ý cân nhắc mua sử dụng lâu dài. Vì con này chỉ có 3.5 triệu, con A23. Nhưng mà được trang bị con chip Snapdragon của Mỹ 680. 8 nhân, khá là chất lượng, cũng như là RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB, pin thì trâu 5000, màn hình thì to 6,6 inch và là hàng chính hãng Samsung, 2 SIM ngon. Đấy, mình có một máy nhé, A23 phiên bản RAM 6128, chip Snapdragon của Mỹ. Rồi tiếp theo nữa đây thì mình sẽ có một con Xiaomi. Con Xiaomi thì nói thật với các bạn cũng cực kỳ đáng xài nhá. Và con Xiaomi 11 Lite này thì hôm nay mình cũng có một cái mức giá giảm cho các bạn, chỉ còn là 3.8 triệu thôi. Cũng khá là ok. Mình giảm 100 thôi, nhưng mà thực sự ra là 100 thì giảm cho vui thôi nhé. Đấy, cho vui để anh em chốt, chứ con này nó khá là chất lượng. Vì dòng Xiaomi không những nó chạy mượt, chất, chuẩn ok, và nó lại là cái dòng máy chính hãng, 2 SIM ngon lành. Và con Xiaomi 11 Lite này RAM 8, bộ nhớ 128, máy chất, pin trâu, ngoại hình đẹp, màu đen, có giá bán cho các bạn là 3.8 triệu. Tiếp theo là A53. A53 thì nhiều bạn hỏi mình là có còn bảo hành chính hãng không, thì nói thật các bạn muốn bảo hành chính hãng thì chúng ta cứ ra Thế Giới Di Động chúng ta mua mới.
Thì chúng ta có bảo hành chính hãng, còn chúng ta mua hàng lướt mà toàn sản xuất từ hơn một năm trước rồi thì nó không có bảo hành chính hãng đâu. Nhưng mà khẳng định với các bạn rằng cái bảo hành chính hãng nó không bảo hành chất lượng bằng của Nhật Nam nhé. Mình dám khẳng định luôn, bởi vì chính hãng người ta không đổi. Chính hãng là lỗi là cái gì người ta thay cái đó cho các bạn thôi. Đấy là bảo hành của chính hãng, người ta chỉ đổi trong vòng 30 ngày đầu. Đấy, còn về sau là lỗi gì người ta thay sửa cái đó, người ta trả máy ra cho bạn thôi. Còn ở Nhật Nam là lỗi là đổi, như vậy bảo hành 6 tháng ở Nhật Nam là yên tâm rồi, nên không cần quan tâm đến cái việc còn bảo hành chính hãng hay không. Vì cái dòng Samsung này khi mà sản xuất ra, xuất xưởng ra là người ta hay kích bảo hành. Các đơn vị đại lý người ta hay nhập và người ta kích luôn để người ta lấy số lượng. Cái Samsung này nó có một cái đặc biệt là khi mà kích bảo hành là người bán, người kích á, được thưởng nhá. Được thưởng trên từng cái email mình kích bảo hành. Đấy, cho nên người ta sẽ kích luôn rồi. Tại sao nó có những cái hàng chất lượng mà nó bán ra rẻ cho các bạn? Do là người ta đã lấy một cái phần tiền thưởng đấy rồi. Cho nên là các bạn đừng quan tâm đến chuyện đó nhé. Dù có tồn kho hay bất cứ như thế nào thì đó là cái quy chế đó, mình nói được bạn biết. Và con A53 màu đen này thì mình có một con máy kiểu dạng tồn nên nó khá mới. Về cái ngoại hình thì mình nhìn thấy là máy zin chất và cực kỳ mới, nên mình nói là máy khá mới, ngon, không khác gì máy mới. Và mình bán thì bán theo giá cũ, chỉ có 4.9 triệu thôi. Và mình cũng chịu trách nhiệm bảo hành cho bạn nên đến 6 tháng và cam kết đây là hàng chuẩn zin chính hãng, quá sướng rồi. Thì có gì đâu mà phải quan tâm đến chuyện bảo hành hay không. Đấy. Mấy anh ngoài Bắc là hay gọi điện hỏi có bảo hành chính hãng không, hỏi một hơi một lô một lốc xong mới lại ui chú ở xa thế, anh tưởng ở gần anh đến xem. Mà ngày nào mình lên video clip mình cũng nói là mình ở Tân Phú, Đồng Nai và có một shop duy nhất thôi. Không, mấy anh thắc mắc bảo xong mở chi nhánh rồi mở này mở kia trên toàn quốc, thì nói thật là em không có tiền, em phải Thế Giới Di Động, và Thế Giới Di Động vừa rồi cũng phải dẹp đi mấy trăm điểm rồi nhá, do là cái phương thức mà mở chuỗi trên từng huyện, trên từng tỉnh thành á, nó rất là tốn kém. Nội mà một cái mặt bằng để mở thôi là mấy chục triệu, thuê mấy chục triệu một tháng rồi. Đấy, chưa kể tiền nhân viên, rồi đủ các thứ tiền các bạn ạ. Đấy, cho nên nó đánh đồng lên, nó đổ lên đầu khách, người tiêu dùng. Đấy, chính vì vậy tại sao những cái sản phẩm ở những cái siêu thị, những cái nơi đó nó lại giá nó lại đắt hơn ở những cái shop ngoài. Vì là những cái shop online thì lại chi phí thấp, cho nên mới bán cho các bạn giá tốt được nhá. Đấy là tất cả những cái gì kinh nghiệm của mình đúc kết và sau nhiều năm bán hàng mình phân tích cho bạn thôi. Chứ không phải là mình nói nhiều hay như thế nào đó. Đấy, còn tùy các bạn kiếm ra tiền, các bạn có tiền, các bạn muốn tiêu xài kiểu gì. Thì đó cũng là cái quyền quyết định của bạn. Mình muốn bán là luôn trên tinh thần là sẵn phẳng là chi kỷ nhá. Và luôn báo giá rõ ràng trên từng máy. Đấy, chẳng hạn như đây là Redmi Note 12 Pro. Thì mình bán cho bạn với giá là 4.7 triệu. Con này mình cũng tồn ở đây khá lâu nên nó rất mới. Nói chung là cực kỳ mới, gọi là mới leng keng xà beng của màu xanh. Con này thì RAM 8 một nhớ 128 và màn hình cũng là dạng màn hình to 6.6 inch, cực chất và chính hãng, camera đẹp, 2 SIM, 4.7 triệu và bảo hành cho bạn tới 6 tháng. Bên mình bảo hành cơ chế là lỗi là đổi không sửa như các hãng hoặc là các siêu thị nha. Các nơi khác là chỉ bảo hành 30 ngày đầu đổi thôi, còn về sau sửa. Và mình nói thật, mình hiểu được tâm lý khách hàng là không ai muốn dùng hàng sửa hết á. Nên là khi mà chẳng may gặp trục trặc. Đấy, cái vấn đề là xử lý sự cố thôi, gặp trục trặc mà sửa là các bạn đã không thích rồi. Lại gửi lại cho các bạn cái máy đã sửa thì đâu có vui được đúng không? Đó. Nên là mình nắm bắt được cái tâm lý đó, cho nên bên mình là lỗi là mình đổi luôn. Trong trường hợp đó bạn xài bị xấu vỏ rồi hay xài quá lâu rồi và lỗi của nó cũng không nặng để cần phải đổi thì mình mới không đổi nhá. Nên các bạn cứ yên chí, mình sẽ cân nhắc cho các bạn. Vì đó nó thuộc về cái uy tín của shop rồi, nên các bạn đừng lo lắng. À, rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn thêm một con Redmi nữa đi. À, đây là con Redmi Note 11. Redmi Note 11 này thì lại là một con máy khá rẻ nhưng mà lại cũng được trang bị chip Snapdragon 680 8 nhân khá ngon nhé. Và con này pin châu 5000, RAM 6128 ở giá cực rẻ hơn có 2.9 triệu. Màu xanh, Redmi Note 11 này khá là ngon lành và chính hãng 2 SIM. Máy thì cũng có ngoại hình đẹp, zin 99% và là hàng chính hãng 2 SIM, màu xanh. Tươi xanh như nồi canh và có giá bán cho các bạn là 2.9 triệu thôi. Tiếp theo là con A74 5G của Oppo, giá cũng chỉ có 3.4 triệu thôi, 3.3 triệu thôi, 3.3 triệu thôi. Nhưng mà sở hữu một con máy cũng pin châu 5000 và sử dụng được 5G luôn. Đấy, và đây là màu xám đen A74 5G, RAM 6128GB, giá có 3.3 triệu, nói chung khá ngon. Và máy thì cũng ngoại hình còn khá là đẹp, 99% zin ok. Và cái quan trọng là cam kết là hàng chính hãng rồi. Rồi tiếp theo là A76 thì giá cực rẻ, cũng chỉ có là 3.2 triệu thôi.
A76 thì mình có một con máy màu xanh này khá là mới nha. Nói chung ngoại hình khá mới và đẹp. Zin, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và pin trâu 5000. Màn hình to lắm, 6,53 inch khá ngon. Và hai camera sau. Và cái con A76 này thì là cũng sản phẩm chính hãng của Oppo sản xuất gần nên cũng còn cực ngon, cực mượt. Và giá chỉ có 3,2 triệu. 3,2 triệu. Tiếp theo là Zeno 6Z. Zeno 6Z này cũng là phiên bản 5G. Còn Zeno 6Z này RAM 8/128 cũng có pin trâu, màn AMOLED cực chất và cũng là hàng chính hãng hai sim, máy màu đen, ngoại hình đẹp chuẩn ok, zin chính hãng mà có giá bán cho các bạn chỉ là 3,7 triệu thôi. 3,7 triệu thôi, một mức giá khá là ok cho các bạn mua sử dụng lâu dài các bạn nhé. Tiếp theo thì mình có Samsung A12. Và A12 đây là phiên bản cao. Dòng này nó có hai phiên bản, một là phiên bản RAM 4 và đây là phiên bản RAM 6 nha. Đây là phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128 và pin trâu 5000. Giá thì cũng chỉ có 2,5 triệu. Và 2,5 triệu thì cũng vừa đủ cái mức giá để cho các bạn được bảo hành lên đến 6 tháng luôn. Và sau đây là mình có mấy con hàng thanh lý cho bạn với giá rẻ cho nên là bảo hành 1 tháng nhé. Vì những cái hàng này thì thực tế ra mình bán để hỗ trợ những người thu nhập thấp và nhà đông con. Cho nên mình bán lời rất là ít. Thì đầu tiên mình có con A17K. Nói chung con này xài cũng khá là ngon, dòng này pin trâu. RAM 3, bộ nhớ 64GB và xài cũng tương đối là mượt. Máy thì ngoại hình không đẹp lắm, khoảng 98. Nhưng mà nguyên zin ok, chính hãng hai sim và có giá bán cho các bạn chỉ 1,9 triệu thôi, giá thanh lý nhá, bảo hành 1 tháng và lỗi cũng đổi. Tiếp theo là cái sản phẩm A55. Oppo A55 này thì cũng có ngoại hình khoảng 98, vỏ nhặm nhá, vỏ nhặm do dùng ốp không vệ sinh. Cái này thì các bạn xử lý rất là dễ bằng cách là dán hoặc là dùng ốp thôi. Màn hình thì không có chày, màn hình thì ok do là màn hình không có bị dùng ốp nên không có nhặm như cái lưng là dùng ốp mà mọi người không vệ sinh là nhặm nhá. Cho nên anh em rút kinh nghiệm khi xài vài tháng chúng ta nhớ gỡ cái ốp ra, chúng ta lau chùi sạch sẽ đi rồi chúng ta lại gắn vào chúng ta xài tiếp nha. Chứ để xài lâu ngày mà không vệ sinh, nhất là những người làm ở những cái môi trường mà có bụi bẩn ấy, bụi bẩn nhiều ấy, thì nó sẽ tạo ra tình trạng này. Chứ còn máy thì nó rất chất lượng và zin. Thì con A55 này bán thanh lý cho bạn với giá 2,2 triệu thôi, cũng khá là rẻ nhá. Oppo A55 RAM 4, bộ nhớ 64 và pin trâu 5000. Tiếp theo lại thêm một con pin trâu 5000 và RAM 4 nữa, đó là con A5 2019. Con A5 2019 này thì có giá cũng cực sốc là 2 triệu thôi. Con này cũng pin trâu và máy cũng nồi đồng cối đá cực chất và ngoại hình cũng khoảng 98-99%, dùng ngon lành và chính hãng hai sim, chính hãng hai sim các bạn nhé. Nói chung là hàng khá là phê rồi. Thì tất cả những cái sản phẩm của shop Di Động Nhà Nam bán toàn là những cái sản phẩm chất lượng xịn sò ok thôi. Các bạn đã theo dõi video clip và đã chọn cho mình được một cái sản phẩm nào đó thì liên hệ đến hotline của mình để đặt cọc chốt đơn. Và các bạn cũng có thể đến trực tiếp nếu như ở gần huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Và mình xin một lần nữa nhắc lại là mình bán là chỉ có máy không, không tặng phụ kiện, không bao ship. Anh em mua thêm sạc, mua thêm tai nghe, mua thêm dán ốp gì đó nếu mình có mình sẽ bán và sẽ cộng thêm tiền. Còn cái nào không có thì anh em có thể mua ở Shopee. Shopee bây giờ người ta bán rất là nhiều những cái linh tinh đó, các bạn đặt hàng cũng rất là đơn giản và tiền ship cũng rất là rẻ đối với những cái phụ kiện. Còn chỉ có máy này của mình thì do là cái giá trị cao và hàng dễ vỡ cho nên là buộc phải mua bảo hiểm hàng hóa. Chính vì vậy giá cả tiền ship nó sẽ dao động theo cái giá của máy nhé. Tức là sản phẩm càng đắt thì phí ship càng cao, sản phẩm rẻ thì phí ship nó rẻ các bạn ạ. Nên là đừng bất ngờ nhé. Mình cảm ơn vì trong nhiều năm qua các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ cho Di Động Nhà Nam. Mình chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.